Dạ, phòng 61 xin chào cô chú anh chị ha, đã đến với trên kênh phòng 61. Dạ thì hôm nay phòng 61 sẽ đi hình cái giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ năm ngày 18 tháng 4 2024, vào ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Hình ha, tại Hoa Viên Bình Dương nha bà cô chú ha. Dạ, để tại Hoa Viên Bình Dương. Đây là phòng 61 đang đứng, đây là trước cái cổng nha bà cô chú ha. Đó. Cái cổng nha bà cô chú ha. Rồi bây giờ mình phải sẽ tiến vào bên trong ha bà con cô chú ha. Dạ, yeah, let's go. Dạ yeah, thì đây là cái tấm bảng có ghi là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, là chữ Hồ Chí Minh ha bà con chú. Cái bài này là do Hồ Chí Minh ngài sáng tác ha. Dạ yeah. Bên trong hai bên có lá cờ bà con chú ha, treo cái lá cờ trang trí cũng đẹp. Ai hôm nay mùng 7 nha bà con chú ha. Hôm nay mùng 7, ngày mai 8, 1, 9 bữa kia mùng 10 ha. Đây là chùa Một Cột đây nha bà con chú ha. Đó chùa Một Cột, rồi đi thẳng vô nữa nha. Giờ mình ở đằng trước phòng số 1 phải có cái hình tượng gì nè bà con chú ha, cây phù đổng thiên vương nha. Phù đổng thiên vương. Vô trong thì phòng số 1 thấy trước đối diện bờ tre rất đẹp nhưng mà cô chú ha. Vô trong trong nữa thì phòng số 1 thấy có cái hai ông bồ tượng hai bên, còn bên xa mà con chú chưa thấy đâu. Đẹp nha. Đây có dựng rạp này mà con chú ha. Đó, kìa. Hai bồ tượng hai bên, trong nữa là sư tử cái gì thì còn không ông rành nhưng mà con chú ha. Để rồi vô trong nữa coi gì ha. Đây là một tượng thì biết rồi đó. Rồi đây hai ông bồ tượng, rồi đây là cái chính cái chỗ thờ vua Đình Hùng nhưng mà cô chú ha. Ở trên là hình cái mão của ông ha, ông vua Hùng nha bà con chú ha. Rồi ơi, vậy nó không có được rõ mà con chú ơi, đây là mà sáng sớm ghi hình là không có được rõ luôn. Để phòng số 1 qua chạy một vòng đi, rồi cái mình quay lại cái cổng chính nha bà con chú ha, cổng này nha. Đây phòng số 1 sẽ let's go đi một vòng đi, vòng đi. Đây thì đang dựng rạp thôi mà con chú ha, có rạp rồi sẵn hết rồi nha. Rồi chú Hùng đây. Bên đây á là một cái lăng mộ gia tộc của cô Tư Hường nha mà con chú ha. Cái lăng mộ lớn nhất đây. Rồi bây giờ mình đây là cái chỗ vô chỗ nhà thờ của Đình Hùng. Rồi chạy một vòng nha mà con chú ha. Vâng, có mấy con hôn sao rồi nè. Có mấy hôn sao. Mấy cái ngõ vô hình như có bốn cái ngõ vô, đông tây nam bắc có đủ nha bà con cô chú. Bây giờ mình dừng xe đây.
Mình sẽ đi vào bên trong nha bà con chú ha. Hồi mới có sáng sớm mà cũng còn hơi tối, mà bà con chú thông cảm nếu mà không được đó thì không đủ ánh sáng nữa, phải phòng số 1 phải hoành lại trưa trưa phòng số 1 ghi ha, còn hay nếu đủ thì thôi nha bà con chú ha. Đây trong đây là hai con ông lân ha bà con chú ha. Giờ phòng cho có nghĩa hai ông lân hai bên màu xám ha cậu chú ha. Dạ màu xám, đây hai ông lân hai bên, đây trang trí rất là đèn chi chít nha mà cậu chú ha. Đó trang trí đèn chắc cũng lâu rồi. Hai bên trong là mà cậu chú ha, wow sạch quá mà con chú ơi, quá là sạch luôn ha. Đây nè. Rồi mình đi hướng nào mà con chú ha, hướng quanh quanh trái quanh phải gì nha. Đây là hồ cá mà con chú ha. Này nó hồ cá không phải cá lát đâu, cái gì vậy bà con chú ơi, không có để cái bảng hiệu gì đây ha, phải để cái bảng hiệu mình biết cái gì nha mà con chú ha. Đây lên bị trên nữa nha mọi người ha. Phải phòng cho mong nghe cái tiếng xèo xèo, tiếng hút hút bụi không gì á, bên này, này chắc bên này đó kìa, hay để hút bụi ha mọi người chú ha. Mình đi một quành ở dưới xong đi cái mình lên trên ha mọi người chú ha. Cái tính là coi cái tấm bảng đằng coi coi vào mấy giờ làm lễ á, mà con chú ha, mà chưa có, để coi con số 1 đi vành vành thử coi thôi. Hay là ngày 10 thì biết ngày 10 à, nhưng mà còn cái giờ giấc thì mình cũng chưa có biết thôi mà con chú ha. Cá mấy cái hồ nào cá đó đang hút bụi, đang hút rác rồi cô chú ha. Cá ở đây một cái, dưới đây là một cái tầng hầm nữa nha bà cô chú. Đây là một cái tầng hầm nữa. Thì mình đi đến đây được thì mình gửi quay gửi lên cho cô chú mình xem ha. Cô chú mình đi không được thì phong chấm mốt thì gửi lên cho cô chú mình xem. Cá này cá ba đuôi cái gì nè, đây nè đây nè đây nè. Rồi mình bỏ qua vô này đi, mình chủ yếu mình ghi ra cái chính ở đây nha mà cậu chú ha. Cái trang cái cá thì mình rồi mang đến, giờ mình lên lên tầng trên nha bà con chú ha. Cô chú hơi chân phòng số 1 lên cái tầng trên nha. Tầng 1 ha bà con chú ha, nãy là mình ở tầng trệt, bây giờ mình lên tầng 1 đây đó, chỉ còn 3 bữa thôi thì đến cái ngày làm lễ buồn. Phong số 1 chào chị mình nha. Thì phong số 1 thấy có một chị đang dọn dẹp vệ sinh. Nghe nói là mùng 10 tháng 3 mình tổ chức ở đây hả chị ha? Bữa nay mùng 7 ha, nhưng còn mấy bữa nữa đến. Còn 3 hôm nữa ha. Mình không có thấy tấm bảng hay bảng hiệu gì mình ghi biết giờ giấc, giờ nào mình tổ chức lễ sao sao chị? Chị có rành không chị? Chưa, mỗi năm theo mỗi năm là sao chị? Nhưng mà cái ý là cái giờ giấc á.
Vậy phòng số 1 thôi nữa mình đi ra ngoài mình cập nhật nha bà con chú ha. Dạ. Hồi nãy phòng số 1 có đọc chưa ta? Quên ta sao có cái tấm bảng ngoài đó. Ôi rồi, quá hoành tráng luôn chú ha. Dạ, mình nghĩ tới đó làm lễ mình không có được lên đây mình ghi đâu. Dạ, thì bây giờ thì ở đây mình ghi trước vậy thôi bà con chú ha, chứ tới đó thì người ta đang làm lễ của quan viên công chức đồ lớn hơn mình à, mình lên đây mình ghi chắc không có, để cho phong số mốc để đọc cái cột này ha. Bình Dương Cát Địa Hậu Khới Phát Triển Đắc Duyên Khai. Bà cô chú thấy rõ ha. Dạ. Rồi qua bên cây cột bên đây nha bà cô chú ha. Dạ. Đây một cái phong số mốc nghĩ đây là một cái trống đồng. Dạ, đây là một cái trống đồng ha bà cô chú ha. Dạ. Đây là một cái ở trên đây là còn hình cái mặt của trống đồng luôn nha mọi người chú, gọi là trống đồng Đông Sơn gì không giống ngày xưa mình học á. Đấy, nhà đây cái cột đây có ghi là Quốc Tổ Linh Từ Hùng Vương Tiên Hiền Lưu Vạn Đại. Rồi đọc cái phong cho mới không hiểu nhưng mà cô chú, cô chú bên này bên chữ nho mình cũng không hiểu. Tổ quốc thì để là quốc tổ, để đọc ngược ngược vậy nha bà con chú ha. Dạ. Còn tầng trên nữa nha bà con chú ha. Đời sau phong sông mốt hôm Tết mình lại không đến đây ghi hình ha. Dạ. Hoặc mấy cái dịp lễ rồi mình không đến, bữa nay thì sẵn có cái dịp vua Đình Hùng dấu tổ vua Hùng Vương lộn, thì mình mới lên đây mình ghi ha bà con chú ha. Dạ. Hai cái máy quạt hai bên rất là to đùng nha bà con chú ha. Rồi mình sẽ đi lên tầng trên, mình nghĩ là coi đi được thì mình lên, còn không được thì mình thôi ha. Nãy cái chị quẹo lên vô rồi. Dạ. Trên đây chắc mình nghĩ chắc tối mà còn chỗ ha, chắc thì cũng lên xem ha. Dạ, nhiều hồi số 1 hay có nghe tiếng nhạc, nếu mà nghe tiếng nhạc hồi số 1 sẽ cắt ha. Dạ. Wow, tối quá mà còn chỗ ơi. Dạ. Yeah. Wow, có tiếng nhạc nha bà con chú ha. Dạ. Yeah. Wow. Đây. Khung cảnh là như thế nha bà con chú ha. Còn lên nữa. Wow, nhưng mà phong số 1 chắc nghĩ chắc mình không có lên đâu. Dạ, yeah, ở đây thì cái bức tượng. Cái bức tượng này ngoài cổng có nha bà con chú ha. Dạ. Cái bức tượng này ngoài cổng có, ở đây nói ầm vàng quá bà con chú ơi. Wow. Cái ánh sáng thì không có bật đèn, không có bật hết nha bà con chú ha. Dạ. Chỉ bật nhiêu đây thôi, đủ mờ mờ. Ảo ảo quá bà con chú ha. Dạ. Quá hay. Đây cái bức tượng này nè. Bức tượng này ngoài có nha bà con chú ha. Mấy chú bộ đội á. Dạ, bức tượng là mấy chú bộ đội ha bà con chú ha. Đây một cái đường lên nữa nè. Wow. Nếu mà lên trên đây á mà ghi hình con số 1 nghĩ chắc khá là đẹp. Đây. Tại vì cao mà bà con chú ha. Cái tiếng nói nó ầm vang lắm nha bà con chú ha. Nói nó vọng 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 lại. Wow, phong số 1 thì ngại lên cầu thang lắm. Dạ. Yeah. Trên đây lại sáng nha bà con chú ha. Cái tầng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Cái tầng này thì lại sáng do có ánh nắng mặt trời ha bà con chú ha. Ôi. Lên tầng thứ ba rồi, phong số 1 thấy còn tầng thứ tư nữa chứ. Cao quá, sáng quá xa. Thôi, tầng thứ ba thôi. Dạ. Nói vậy thôi. Rồi.
không có ghi nữa. Đây, ai từng tên nữa là bà con chú. Cái này thì đi vòng bên đây đi. Rồi, thôi mình quẳng mình xuống đi nha. Đuối rồi. Lên từng trên nữa mình nghĩ quay chắc đẹp lắm rồi. Thôi đi. Mình có giới hạn hả bà con chú ha. Dạ. Chứ đi lên lắm mày. Dọc ở bên kia. Rồi, đến để mình đi ra ha, mình ra xong mình kết thúc clip bà con. Giờ mình đi xuống nha bà con chú ha. Đi xuống thì nó khỏe rồi đó. Còn đi lên đuối quá. Nhưng mình sức khỏe không có cho phép bà con chú ha. Nha, rồi mình đi xuống. Đi xuống cũng ghi luôn. Ghi đi xuống luôn cho bà con cô chú xem luôn ha, chứ không có cắt ha. Dạ. Dạ, đây nè, cái lỗ mà ngó xuống nè bà con chú ha. Dạ. Cái chỗ này thì có cái tiếng nhạc. Thì cho nên mình cũng chắc cái chỗ này chắc phải cắt tiếng. Dạ, nghe cái tiếng nhạc. Cái rồi, mình đi xuống. Dạ, thì cái chị mình cũng đang có lao. Dạ, cái tầng này tầng làm lễ nha bà con chú ha. Dạ. Rồi, xuống. Mình thật khỏe, người ta đi mấy cái tầng này không sao, còn mình thì không có sức khỏe mình đi mình cũng ngang ngán thôi bà con chú ha. Dạ. Cái đường xuống đâu, cái đường xuống bên đây ta. Đây đây đây, cái đường xuống đây. Chào chị nha, mình đi vòng quanh xuống ha. Dạ. Chị lao đây nha bà con chú ơi. Rồi. Tôi xin nó hơi bị nóng. Dạ. Xuống đây thì không khí này nó hơi mát nha bà con chú ha. Ôi. Mình nghĩ chắc thôi. Một lần lên đó là nghe ngán ớn ăn rồi bà con chú ơi, nên nó mệt mỏi lắm nè nó. Dạ, rồi đi xuống thôi. Rồi mình sẽ đi ra ra nhà bà con chú ha. Dạ. Cái mộ bên kia là cái mộ của Tường Hường kia nha bà con chú ha, mộ khu dân tộc của Tường Hường ha. Dạ. Đây hình ảnh yêu của Dương Hùng nè. Dạ. Dạ thì đến đây phòng xem mốc cũng xin kết thúc clip nha bà con cô chú ha. Thì cuối clip thì phòng xem mốc xin chúc tất cả bà con cô chú trước hết thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong công việc. Để phòng xem mốc ra coi cái lịch giờ ha, cái giờ làm lễ nha cô chú ha, ngày biết rồi còn giờ chưa biết ha. Dạ, bye bye, xin chào cô chú.